Thưa quý vị, hiện nay, dịch bệnh sốt xuất huyết đang có chiều hướng gia tăng và nhiệm vụ phòng chống dịch không chỉ của các đơn vị chức năng mà còn có vai trò lớn của người dân. Bên cạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh trong cộng đồng, thì luật phòng chống bệnh truyền nhiễm cũng có quy định xử phạt cụ thể. Tuy nhiên, thực tế, việc xử lý những vi phạm phòng chống bệnh sốt xuất huyết rất khó. Điểm tập kết mua bán phế liệu vỏ lốt cao su này đã tồn tại nhiều năm. Và đây cũng là một trong số ổ dịch nguy cơ cao phát sinh dịch sốt xuất huyết tại khu vực dân cư này. Mặc dù đã nhiều lần chính quyền địa phương và trạm y tế đến tuyên truyền nhắc nhở việc thu gom xử lý môi trường tại đây, nhưng hầu như chủ cơ sở này đều phớt lờ, không chấp hành. Cái vấn đề này chúng tôi cũng báo về cho cái bộ phận tài nguyên môi trường của phường để xử lý. Qua là nhiều đợt xử lý thì nói chung là đơn vị cũng tới nhắc nhác ảnh dọa dọn dẹp đó là thôi rồi đau cũng là vào là đấy. Còn đây là cơ sở giết mổ gia cầm nằm ngay trong khu dân cư. Nước thải, chất thải sau giết mổ đều dồn về khu vực này khiến môi trường ô nhiễm, dịch bệnh phát sinh. Nhiều người dân ở đây phải sống chung với nguy cơ bệnh tật, đặc biệt là dịch sốt xuất huyết do muỗi lây truyền. Hôm nay xuống là để phường giải quyết một phần. Còn thứ hai, dân ở đây là nói chung là cũng quen biết rồi, trừ phạt thì núi họ cũng không được ra. Để là răng đe để cho phường xuống núi để họ làm sạch sẽ nữa. Tại Đà Nẵng, một bộ phận người dân vẫn chưa ý thức trong việc phòng chống bệnh sốt xuất huyết, không chấp hành các biện pháp phòng chống bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan tổ chức có thẩm quyền. Trong khi chế tài xử phạt đã có, nhưng việc xử lý vi phạm theo quy định của luật phòng chống bệnh truyền nhiễm tại địa phương vẫn không thể thực hiện được. Nói chung là mình cũng còn hạn chế ở cái mặt này, tức là mình chủ yếu là vận động tuyên truyền cái công tác, còn mà để xử phạt thì nó cũng rất là ít, trên địa bàn vì nó ít, nó cũng chưa theo như đúng hướng dẫn thì mình sẽ xử lý triệt để, nhưng mà mình cũng vừa vận động vừa tuyên truyền cũng vừa răng đe thôi, chứ còn cái xử phạt thì cũng còn rất là ít. Khó xử lý vi phạm phòng chống sốt xuất huyết là thực trạng hiện nay tại một số địa phương. Chế tài đã có, nhưng việc thực thi chỉ dừng lại ở khâu vận động tuyên truyền. Và vấn đề khó xử lý vi phạm phòng bệnh truyền nhiễm cũng đồng nghĩa với việc khó kiểm soát dịch bệnh trong cộng đồng.